Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tin Tức Nóng Chọn Lọc nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho các bạn những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất trong bản tin ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ của mọi người nữa, chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Lực lượng Wagner bắt đầu rút khỏi Bắc Mun. Các đơn vị của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner bắt đầu rời Bắc Mun, để lại thành phố cho lực lượng chính quyền Nga tiếp quản. Hôm nay chúng tôi rút các đơn vị khỏi Bắc Mun. Tới ngày 1 tháng 6, bộ phận chính sẽ chuyển về các doanh trại ở hậu phương. Chúng tôi đang bàn bạc giao lại các vị trí cho quân đội Nga. Yevgeny Rigozhin, lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner, ngày 25 tháng 5 thông báo. Ông Rigozhin cho hay các đơn vị Wagner cũng giao lại đạn dược cho quân chính quyền Nga vào tiếp quản Bắc Mun. Một số thành viên Wagner sẽ ở lại thành phố đề phòng tình hình trở nên khó khăn cho quân đội, ông Rigozhin nói. Rigozhin cũng tới gặp các đơn vị Wagner bên trong Bắc Mun, dặn dò họ các bước chuẩn bị để rút quân khỏi thành phố. Lãnh đạo Wagner trước đó thông báo kế hoạch rút các đơn vị của tập đoàn sau khi tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Bắc Mun ngày 20 tháng 5. Các đơn vị Wagner đóng vai trò xung kích trong chiến dịch tiến công Bắc Mun, lực lượng chính quyền Nga yểm trợ hai bên cánh và ngăn Ukraine đánh tạc sườn họ. Bắc Mun có diện tích khoảng 41,6 km vuông và là nơi sinh sống của hơn 71.000 người trước khi chiến sự. Sau khi Nga tiến hành giai đoạn 2 chiến dịch tại Ukraine từ tháng 4 năm 2022, Bắc Mun trở thành tâm điểm giao tranh ở Donetsk khi cả hai bên đều dồn lực kiểm soát thành phố. Các quan chức và chỉ huy quân đội Ukraine từng khẳng định phòng thủ Bắc Mun rất cần thiết về mặt quân sự, đồng thời nhận định thành phố là chìa khóa kiềm hãm lực lượng Nga ở vùng Donbass và ngăn họ tiến xa hơn về phía Tây. Hiện chưa rõ Nga có tiếp tục đà tiến công về phía Tây sau khi Wagner rút khỏi Bắc Mun hay không. Giới chức Cộng hòa Nhân dân Donetsk do Nga bổ nhiệm khẳng định họ sẽ tái thiết Bắc Mun và đổi tên thành phố này thành Antenmok, tên gọi của từ thời Liên Xô. Tiếp theo, Nhà Trắng điều tra vụ thiết giáp Mỹ được dùng tấn công đất Nga. Quan chức Nhà Trắng cho biết Mỹ đang điều tra thông tin khí tài nước này viện trợ cho Ukraine được sử dụng trong cuộc tấn công tỉnh Belgorod. Hãng thông tấn AIA Novosti của Nga hôm 23 tháng 5 công bố video hàng loạt xe thiết giáp do Mỹ chế tạo bị phá hủy hoặc thu giữ sau chiến dịch đẩy lùi nhóm quân nhân thân Ukraine tấn công vào quận Gavron, tỉnh Belgorod. Những hình ảnh này cho thấy ít nhất hai xe kháng mìn M1224 Matro, ba xe thiết giáp chở quân và chở hàng Humvee của Mỹ được nhóm quân nhân sử dụng để tập kích vào lãnh thổ Nga trước khi bị đẩy lùi. Nhà Trắng đang điều tra thông tin khí tài và phương tiện Mỹ có thể được triển khai trong cuộc đột kích lãnh thổ Nga. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết hôm 24 tháng 5. Kirby khẳng định Washington không ủng hộ sử dụng vũ khí do Mỹ chế tạo để tấn công đất Nga. Chúng tôi đã bày tỏ quan điểm rõ ràng với phía Ukraine. Tôi sẽ không tiết lộ những cuộc thảo luận kín như hai bên, nhưng cần khẳng định Mỹ luôn thể hiện lo ngại nhất quán về vấn đề này, ông cho hay. Hai nhóm dân quân vũ trang ủng hộ Ukraine gồm binh đoàn tự nguyện Nga AVC và quân đoàn tự do Nga FRL hôm 22 tháng 5 sử dụng nhiều xe thiết giáp vượt qua biên giới, tập kích chốt kiểm soát và nhiều cơ sở dân sự ở tỉnh Belgorod của Nga, khiến một sĩ quan biên phòng Nga thiệt mạng và 12 người bị thương. Lực lượng này bị quân đội Nga chặn lại trong chiến dịch chống khủng bố quy mô lớn. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tiêu diệt 70 phần tử khủng bố Ukraine, phá hủy nhiều xe bọc thép, xe bán tải của nhóm vũ trang. Trong cuộc họp báo được tổ chức tại khu rừng ở miền Bắc Ukraine ngày 24 tháng 5, Kasesa, một chỉ huy của FRL, xác nhận trong cuộc tấn công qua biên giới, các thành viên của nhóm đã lấy thiết giáp do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, Kasesa cho hay FLA tự mua số thiết giáp này từ nguồn không được công bố, chứ không phải được quân đội Ukraine cung cấp. Giới chức Ukraine khẳng định nước này không liên quan tới vụ tấn công tỉnh Belgorod, cho rằng đó là các do công dân Nga tự ý hành động. Phát ngôn viên Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine Arecheniak hôm 24 tháng 5 thừa nhận Kiev có hợp tác với ALC và FRL, nhưng phủ nhận Ukraine chuyển giao khí tài quân sự cho nhóm này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho rằng Ukraine có quyền tự quyết định phương thức tác chiến, nhưng nhấn mạnh Mỹ phản đối tấn công vào lãnh thổ Nga. Chúng tôi làm rõ với Kiev rằng Washington không hỗ trợ hay khuyến khích họ mở chiến dịch tiến công ngoài biên giới Ukraine, ông nói. Tin kế tiếp, Nga, Belarus ký thỏa thuận triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật. Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Belarus
ký thỏa thuận về triển khai vũ khí hạt nhân chiến thực tại Belarus. Trong buổi ký kết tại Minsk, Belarus hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Moscow sẽ giữ quyền kiểm soát các loại vũ khí và bất kỳ quyết định nào về việc sử dụng chúng. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thực tới Belarus là do căng thẳng gia tăng với phương Tây, trong bối cảnh leo thang cực kỳ nghiêm trọng các mối đe dọa ở biên giới phía Tây của Nga và Belarus. Quyết định đã được đưa ra để thực hiện các biện pháp đối phó trong lĩnh vực quân sự hạt nhân, ông Shoigu cho hay. Bộ trưởng Shoigu cáo buộc phương Tây đang tiến hành một cuộc chiến không tiên chiến chống lại Nga và Belarus. Min cũng bày tỏ quan tâm đến việc phát triển hơn nữa mối quan hệ chiến lược với Moscow trong lĩnh vực quân sự. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 3 tuyên bố Nga sẽ bố trí vũ khí hạt nhân chiến thực ở Belarus. Ông chủ Điện Kremlin cho biết động thái này không có gì bất thường và Mỹ đã làm điều tương tự trong nhiều thập kỷ. Ông khẳng định không chuyển giao quyền kiểm soát vũ khí cho Min. Đại sứ Nga tại Belarus Boris Grigot đầu tháng 4 xác nhận vũ khí sẽ được đưa đến sát biên giới phía Tây của Belarus, khu vực gần với 3 quốc gia thuộc NATO. Ông không nêu vị trí đặt vũ khí cụ thể, nhưng xác nhận một kho chứa sẽ được hoàn thành trước ngày 1 tháng 7 theo yêu cầu từ Tổng thống Putin. Hiện chưa rõ Nga sẽ đưa loại vũ khí cụ thể nào đến Belarus, nhưng hồi tháng 4, Nga đã công bố những khí tài mang vũ khí gồm cường kích Belarus được bổ sung khả năng tấn công mục tiêu bằng vũ khí hạt nhân và tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thực IKDM. Không quân Belarus đang vận hành gần 70 cường kích tấn công mặt đất Su-25. Loại chiến đấu cơ này có thể mang bom nặng 500 kg, phù hợp với những mẫu bom hạt nhân rơi tự do từng được Liên Xô phát triển. Trong tháng 4, quân đội Belarus đã bắt đầu được huấn luyện về vũ khí hạt nhân ở Nga. Belarus phía Tây giáp với 3 thành viên NATO là Ba Lan, Litva và Latvia. Minsk đã cho phép Moscow sử dụng lãnh thổ của mình để đưa quân vào Ukraine. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cáo buộc phương Tây âm mưu xâm chiếm Belarus và việc Nga bố trí vũ khí hạt nhân sẽ giúp bảo vệ nước này khỏi các mối đe dọa. Vũ khí hạt nhân chiến thực có đầu đạn nhỏ, được thiết kế để sử dụng trong một cuộc tấn công hạn chế trên chiến trường, thay vì phá hủy quy mô lớn. Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ trích kế hoạch của Nga, coi đây là cuộc trao đổi nguy hiểm. Trong khi đó, Liên minh châu Âu-EU kêu gọi Belarus không cho phép Nga bố trí vũ khí hạt nhân chiến thực trên lãnh thổ, do áp thêm trừng phạt với Min. Học thuyết hạt nhân của Nga quy định nước này có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị tấn công nguyên tử hoặc phải đối mặt với một cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường đe dọa sự tồn vong của nhà nước Nga. Tin thứ tư, nhóm vũ trang bí ẩn mang thiết giáp tấn công lãnh thổ Nga. Lực lượng thực hiện cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga hồi đầu tuần là hai nhóm dân quân có hành tung bí ẩn, trong đó một nhóm mang tư tưởng cực hữu. Một đoàn xe quân sự cùng nhiều tay súng từ đêm 22 tháng 5 bất ngờ xuất phát từ tỉnh Kharkov, đông bắc Ukraine, vượt qua biên giới Nga, tiến vào tỉnh Belgorod và tấn công chốt kiểm soát biên phòng Kozhika, khiến một sĩ quan tại đây thiệt mạng. Họ sau đó tiến sâu vào lãnh thổ tỉnh Belgorod, giao tranh với lực lượng Nga trong 2 ngày trước khi bị đẩy lùi trở lại biên giới. Các tòa nhà dân cư, hành chính và cơ sở hạ tầng dân sự đã phải hứng chịu hỏa lực của súng cối và pháo binh. Do những hành động tội ác này, một số dân thường đã bị thương. Ủy ban điều tra Nga thông báo về cuộc tấn công trên Telegram. Đây là vụ tấn công trực diện nhất và quy mô lớn nhất bằng lực lượng bộ binh được tiến hành từ lãnh thổ Ukraine qua biên giới Nga, gây ra nhiều số trọng nhất với dân thường ở Belgorod. Khi hàng trăm người phải sơ tán khỏi làng Lotovo và Kozinka, Nga ban đầu cáo buộc lực lượng Ukraine đưa quân tấn công qua biên giới nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi thất bại ở thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk. Kiev nhanh chóng bác bỏ, khẳng định họ không liên quan trực tiếp tới vụ tấn công và chỉ có công dân Nga tham gia cuộc tập kích táo bạo này. Hai nhóm dân quân vũ trang Nga ủng hộ Ukraine gồm bên đoàn tình nguyện Nga RVC và quân đoàn tự do nước Nga FRL. Sau đó đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công, khiến dư luận chú ý tới hành tung bí ẩn của lực lượng này. FRR và RVC là hai nhóm vũ trang được thành lập vào năm ngoái sau khi Nga phát động chiến sự ở Ukraine, nhưng trong hoàn cảnh không rõ ràng. Cả hai nhóm trước đây được mô tả là một phần của quân đoàn quốc tế tham gia bảo vệ lãnh thổ Ukraine. Dù đã đời cùng thời điểm, hai lực lượng luôn lại khác nhau về tổ chức và hệ tư tưởng. FRL hỗn loạn hơn và được cho là có liên hệ với Tổng cục Trình báo Bộ Quốc phòng Ukraine. RVC có kỷ luật tốt hơn nhưng lại mang khuynh hướng cực hữu. RVC nổi lên hồi tháng 3 khi tham gia cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào thành phố Ryazan, cách thủ đô Moscow, Nga khoảng 400 km về phía tây nam.
Ukraine có thể lấy đâu làm bằng chứng cho thấy họ vẫn đủ khả năng tấn công vào lãnh thổ Nga, Black cho hay. Nhưng về phía Moscow, họ cũng có thể tuyên bố rằng đất nước đang bị người Ukraine tấn công và họ muốn phá hủy Nga. Bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay là bản tin về Mỹ đã duyệt bán lô gọi là vũ khí phòng không trị giá 285 triệu USD cho Ukraine để Ukraine có thể chiến đấu tiếp tục như mọi người. Để biết được thông tin chi tiết về bản tin cuối cùng, bản tin thứ 5 trong video tin tức nóng chọn lọc của mình hôm nay, thì chúng ta hãy bắt đầu với bản tin ngay bây giờ luôn nha cả nhà. Mỹ duyệt bán hệ thống phòng không 285 triệu USD cho Ukraine. Mỹ duyệt bán hệ thống phòng không tầm trung NASAM trị giá 285 triệu USD cho Ukraine trong bối cảnh Kiev đang tìm cách tăng cường năng lực đối phó không kích. Bộ Ngoại giao đã chấp thuận thương vụ quân sự với nước ngoài, cung cấp hệ thống tên lửa phòng không NASAM và thiết bị liên quan tổng trị giá 285 triệu USD cho Ukraine. Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ DSCA thuộc Lầu Năm Góc cho biết ngày 24 tháng 5. Theo DSCA, Ukraine có nhu cầu cấp thiết tăng cường năng lực phòng thủ trước các đợt tập kích tên lửa và máy bay Nga. Tiếp nhận và triển khai hiệu quả hệ thống sẽ giúp Ukraine bảo vệ người dân và hạ tầng quan trọng tốt hơn. Thương vụ không yêu cầu Mỹ phải triển khai nhân viên chính phủ hay nhà thầu đến Ukraine. DSCA cho rằng động thái sẽ hỗ trợ các mục tiêu chính sách an ninh quốc gia Mỹ bằng cách cải thiện an ninh cho một quốc gia đối tác có ảnh hưởng đến ổn định chính trị và phát triển kinh tế ở châu Âu. NASAM là hệ thống phòng không mặt đất sử dụng tên lửa không đối không AIM-120 Abrams có tầm bắn từ 25 đến 30 km và độ chính xác cao. Tổ hợp này cũng có thể khai quả mọi mẫu tên lửa được dùng trên tiêm kích NATO. Đây là hệ thống phòng không cố định duy nhất được triển khai trên lãnh thổ Mỹ nhằm bảo vệ không phận thủ đô Washington. Ukraine trước đó đã tiếp nhận và triển khai một số hệ thống NASAM. Nhiều quốc gia phương Tây, trong đó có Mỹ, đã hỗ trợ Ukraine hàng chục tỷ USD trang thiết bị quân sự trong cuộc xung đột với Nga. Năng lực phòng không được đánh giá là có vai trò then chốt để Kiev đối phó Moscow, ngăn đối phương giành lợi thế trên không. Canada hồi tháng 1 thông báo sẽ mua và hỗ trợ Ukraine một hệ thống NASAM trị giá hơn 300 triệu USD. Nga gần đây tăng cường tập kích bằng UAV và tên lửa vào thủ đô Kiev cùng nhiều địa phương khác. Lưới phòng không tại Kiev đang được củng cố đáng kể nhờ các tổ hợp hiện đại của phương Tây, trong đó đáng chú ý là hệ thống Patriot giúp Ukraine bảo vệ các mục tiêu trọng yếu. Quân đội Ukraine nhận định, Nga gia tăng tập kích nhằm đánh giá và định vị trí các tổ hợp phòng không, cũng như bảo hộ năng lực phòng không của đối phương. Nga ngày 16 tháng 5 tuyên bố đã phá hủy hệ thống Patriot mà phương Tây cung cấp cho Ukraine. Giới chức Mỹ xác nhận hệ thống bị hư hại nhẹ do đòn tập kích, trong khi phát ngôn viên không quân Ukraine trấn an dư luận rằng một tên lửa Kinzhal Nga không thể phá hủy hoàn toàn tổ hợp. Nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật chuông để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình lần sau.